trên tay của Vinh Lê đây đang cầm một cái mớ rau ngò ôm giống rau ngổ. Hôm nay chia sẻ đến các bạn cái cách để mà mình trồng ươm cái giống cây rau ngò ôm này từ cành mà bằng hình thức bán thủy canh. Cũng rất nhiều video clip mình đã chia sẻ lên trên YouTube thì như cô bác anh chị biết là cái giống rau ngổ này một số những fan hâm mộ, những tín đồ làm vườn vẫn còn đau đầu vì cái cách của nó rất là khó. Nhưng cái clip này hy vọng sẽ chia sẻ tới các bạn dễ hơn, nhàn hơn và không phải đau đầu nữa, là hình thức trồng bằng bán thủy canh, trồng bằng nước, nước và đất bùn, thậm chí là những cái đất đặc, đất vườn ấy. Thì cái cách như thế nào thì Vinh Lê chia sẻ ngay bây giờ để cho các bạn tham khảo thêm cho cái giống rau này, một trong những cái giống rau mà thân rỗng, đặc biệt là mình mới ươm trồng năm nay thành công bằng hình thức bán thủy canh. Trước khi trồng cái cây ngò ôm thì cái đất mình chuẩn bị bằng cái đất bùn hoặc là tất cả những cái đất mà nó không liên quan đến có cái phân hữu cơ pha sẵn. Chẳng hạn như cái của nhà mình đây thì mình sẽ lấy cái đất bùn của cái thùng chậu rau cải song. Đất cũ mình dùng lại thôi. Mình lấy để mình đưa vào cái chậu một chút như thế này trước khi mình ươm cái cây rau ngò ôm xuống. Các bạn có thể dùng bằng các loại đất thuốc soi, đất không có phân hữu cơ. Trong quá trình mình ươm cái cọng ngò ôm có phân thì cái thân của cái cây nó rỗng ở phía trong, rất là dễ để cho nó bị thối. Chính vì thế thì không được hiệu quả khi các bạn ươm cái giống cây rau này. Đây là cái đất bùn vừa đất thóp soi mình trộn lại với nhau. Và đây mình chỉ cần cho như thế này thôi, bóp đều nó ra. Và cho thêm nước vào trước khi mình trồng cái cây rau ngò ôm xuống. Trước tiên là mớ rau ngò ôm, rau ngổ. Cô bác anh chị mua ở siêu thị lựa làm sao được cái mớ nó non một chút, tươi một chút về là chuẩn nhất. Sau đó mình cho vào cái ca nước. Ca nước để nguyên cả túi như thế này. Cái túi nó có cái độ hấp hơi. Mình nếu không có lỗ thủng thì mình đục ra vài lỗ thủng ở trong cái túi và mình ngâm vào nước một vài ngày cho cái rễ nó bắt đầu nó nhú ra, hoặc là nó có sẵn rễ rồi thì là mình có thể mình ươm ngay. Mớ rau càng tươi thì cái độ phát triển hiệu quả nó càng cao. Bởi vì trong cái giống cây ngò ôm, rau cần, một số cái loại rau nó có cái thân rỗng ở giữa thì nó cần rất nhiều cái độ nước. Trường hợp mà mình trồng khô cũng thành công nhưng mà phải bọc kín và ưa thời tiết nắng ấm. Với cái cách như thế này thì nó nhàn hạ hơn, là cô bác anh chị không phải lăn tăn khi mà mình trồng ra cái chậu mà nó bị héo, nó héo và nó sẽ chết dần. Thì mình trồng vào đây thì nó cũng như là nước thôi, như là mình ngâm vào trong cái ca nước. Trường hợp thân cọng mà nó dài thì các bạn có thể cắt ngắn bớt đi. Và đây là cái xô bùn đã chuẩn bị sẵn, mình vừa mới lấy từ ở cái chậu cải song. Sau đó là các bạn là cứ việc ấn cái cây rau ngò ôm này xuống. Mình đừng để nó đổ gục xuống. Đây là một trong những cái gốc nó dài quá. Thân nó dài quá thì các bạn có thể cắt ngắn nó đi. Cắt
loại rau Việt thì đúng thực sự mà nói là cái rau này trồng ở xứ lạnh hơi vất vả hơn một chút so với tất cả các loại rau khác. Nhưng mà không vì thế mà mình không thể bó tay. Vẫn cứ phải tìm tòi cù mần làm sao cho nó ra đủ các cách để mà mình trồng làm sao cho nó trụ được. Sau khi cái cây rau ngò ôm mình đã trồng xong thì các bạn lên tìm một miếng BK hoặc là cái túi bóng mình phủ đậy để vào chỗ không trực tiếp với ánh nắng mặt trời như thế này. Mình bọc lại 24/24 để nơi có độ ấm một chút và có một chút ánh sáng, không được đối diện với trực tiếp mặt trời, thì cái cây rau ngò ôm nó sẽ phát triển lên dần dần rất là đẹp. Cũng như là đây, chậu ngò ôm này là đã phát triển lên ok và bắt đầu đang mọc mầm mọc nhánh, mọc mầm những cây nhỏ. Đây là đất bùn, toàn bộ là không có một chút phân do gì. Sang cái chậu này thì là cái đất có phân hữu cơ. Thì như cô bác anh chị nhìn thấy đây là nó bị như kiểu mặn và nó cằn. Tất nhiên nó không chết, nó vẫn đang phát triển những cái nhánh ở phía dưới đây. Đây là một trong những cái mà khi mà ươm các cái giống cây ngò ôm thì các bạn sử dụng đất bùn hoặc đất đặc vườn, không được có phân. Sau khi nó cứng cáp mọc nhánh thì bắt đầu mình tưới phân vào, lúc đấy thì sẽ ok. Cái cây nó sẽ bị cằn cỗi, phát triển kém một chút thôi, nhưng mà cũng không phải là không thành công. Như thế là đã chuẩn cái cây rau ngò ôm khi mà mình trồng ở các quốc gia ôn đới. Đây, khi mình đã nhổ thử lên thì cái rễ của nó ở phía trên này đang phát triển lên rất là trắng. Dưới nước và có bùn thì mình nhổ lên mình cắm xuống cũng không sao cả, miễn là nó đúng theo quy trình thôi, là cái cây rau ngổ đã OTK. Hình thức trồng cây rau ngò ôm ở dưới ao dưới nước thì các bạn có thể trồng được vào khắp mọi nơi. Ví dụ như đây là một cái bồn mình đang thả trồng những cái cây sen. Mình cắm cành cái cây ngò ôm xuống, nó cũng phát triển mọc rất là nhanh mà không phải lăn tăn. Phía dưới thân gốc các bạn nhìn thấy đây, nó đang mọc nhánh này. Ngay cả dưới nước, nước đổ đầy lên nó vẫn mọc. Và những cái ngọn này có thể mình cắm được, cắt được ngắn đi để cho cái nhánh ở phía dưới nó phát triển, nó mọc lên. Quan trọng nhất ở các quốc gia xứ lạnh thì các bạn vẫn phải dùng một cái thứ gì đó, chẳng hạn như BK, miếng BK đây, hay là cái túi bóng mình phủ lên. Mình cứ phủ lên như thế này, 24/24. Trừ khi nào nó phát triển rất là nhiều cây con nhánh mọc tùm thì lúc đó các bạn bỏ ra thì vẫn không sao, thì nó mới ok. Và hình thức những cái hang cần đây cũng thế. Cần đây là cần mình trồng thương hiệu luôn. Chỉ có nước mưa thôi. Và thời tiết đẹp nó mọc lên rất là nhanh. Nước trong veo. Cần trắng muốt, lõn là luôn. Đó là hình thức tất cả các cái giống cây có thân rỗng mình trồng đã thành công. Trong cái quá trình để mà thời gian đầu cây nó chưa mọc đủ rễ và nhánh con thì các bạn lưu ý là mình phải bịt cái túi bóng hoặc là cái nắp đậy bằng BK hay là bằng túi bóng để nó có cái độ ánh sáng lọt vào và độ ấm ẩm, thì cái cây nó không bị hỏng, không bị héo.
Thì như thế là đã thành công cái cây rau ngò ôm. Trường hợp mà nó đã phát ra nhiều nhánh cứng cáp rồi thì lúc đó mình sẽ bỏ cái túi bóng này ra. Khi bỏ ra thì các bạn nên lưu ý một chút là mình bỏ từ từ trong thời điểm thời tiết không được nắng chói chang. Từ từ để chỗ có bóng mát, xong dần dần ra chỗ bóng râm, rồi bắt đầu mình mới đưa ra ngoài nắng trực tiếp. Thì cái cây ngò ôm đảm bảo 100% hiệu quả cao. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Mình đây sẽ cập nhật những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.